Em xin kính chào các bác. Thì hôm nay em về được 6 mẫu nồi nè, 1 lít. Gồm có hãng là Hitachi, Mitsubishi, Panasonic, Toshiba. Và hai cái nồi ở đây là Panasonic sồi và Sanyo sồi. Ba cái hôm nay là áp suất nè, bác nào thích áp suất thì mua dòng áp suất. Bác nào thích đời cổ thì mua đời cổ, đời mới thì mua đời mới, em phục vụ đầy đủ hết luôn nha. Đây là những cái mẫu mà cao tầng nè, còn bên trong là mẫu có áp suất. Đầu video em giúp các bác xem video vui vẻ nhiều sức khỏe. Mình xem video mình đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em. Chân thành cảm ơn các bác. Thì bây giờ em sẽ lên chi tiết nè, báo giá. Thì em giới thiệu nha, địa chỉ nó bán nằm ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em xuất hàng thì có cọc. Thì mặt hàng các bác đang xem là bảo hành cho mình là 3 đến 6 tháng. Thì hàng của em là nhận hàng được kiểm tra thoải mái nha. Lưu ý điện 100 thì 110. Rồi, vào chi tiết. Rồi các bác thì đầu tiên xe cho các bác một cái nồi mà bao đẹp, bao độc lạ luôn. Mẫu vuông cấp nách nha. Thì mẫu này là hãng của Mitsubishi, cơm xôi cháo gạo lứt đầy đủ. Thì nồi của mình là 1 lít nấu cho 5 người ăn, mỗi lần nấu thì được 3 bát gạo. Thì mẫu này là vuông cấp nách nha, không có quay sách nha, lưu ý nha nha. Là mẫu gọi là cấp nách đó, rất là đẹp và sang. Mẫu vuông này nhìn các bác không nghĩ là nồi cơm luôn đó, nó bao độc lạ. 2017 là năm sản xuất, điện áp là 100, công suất của nó là 1200W. Đó thì hiện tại em đang bán đổi nguồn điện 2000W, giá là 550.000 đồng. Đổi nguồn điện 3000W đang bán 700. Thì bác nào có nhu cầu thì kênh bác liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình giúp em nè. Mình nhắn tin kết bạn Zalo nên không có tốn tiền các bác. Thì cũng như là mua hàng thì mình cứ inbox qua đây. Và bên trong nội thất cho em đẹp keng sa beng, hàng em tuyển chọn không mà các bác. Cái nè, nồi này cao tầng kiểu như em chia sẻ lúc đầu là không áp suất nha. Thì có công nghệ cao tầng là công nghệ IH, là nấu cơm cực kỳ ngon rồi. Công nghệ này là gọi là công nghệ nấu cơm của Nhật cao tầng, là chỉ có Nhật mới có thôi nha. Có những cái nồi cơm của Hàn Quốc trong siêu thị bán các bác nó cũng ngon nhưng mà không có ngon bằng nồi Nhật đâu. Là có IH nè, đặc biệt là nồi Nhật phải có đánh dấu IH. Nếu không phải IH là không phải là cao tầng, nấu cơm nó không ngon. Lòng nồi cũng đẹp keng sa beng luôn các bác. Nó em thổi bụi ra là nó đẹp gái lên nè. Đó có như một số cái vết mà mua cơm chút đỉnh thì phải có. Để em lấy khăn em lau qua, nó còn bụi thổi nó chưa ra hết. Nói chung là hàng của em đẹp thì nó đẹp, xấu nó xấu thôi. Em bán hàng trăm người bán, dạng người mua hàng của em lên thì kiểu như là đúng gu người này thì người kia vậy đó. Đó lòng này rất là đẹp luôn nè. Mitsubishi cái nồi này đẹp độc lạ luôn, nồi vuông lâu lâu em mới có một lần thôi. Bác nào mà có nhu cầu mua nồi đẹp độc lạ thì mua nồi này. Cơm ngon, hình thức đẹp, cho tặng được cũng rất là sang. Mấy chị mấy cô thích màu trắng lắm nè. Rồi ba em đã cắm điện vào nè, em cắm điện vào rồi, nấu cho là lúc này 72 phút là cái độ cơm ngon. Em bác sẽ có video hướng dẫn chi tiết. Và em dán giấy tiếng Việt lên á, lên từng nút này nè. Em có video hướng dẫn chi tiết nữa, tắt cho em. Nút tắt cũng là nút hâm, không hâm mình tắt. Trong hàng của em ok hết các bác. Em qua nhiều cái nồi em nói hơi gấp rút, nếu mình nghe không rõ á, có mình có thể nhắn qua Zalo giùm em. Đây hẹn giờ sáng cho chiều, nút phút, nút giờ. Thì sẽ đúng khung giờ này có cơm ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu sẽ sáng ở đây, chín nó sẽ về đây, tắt. Cái này chọn gạo nè, cái này là gạo trắng, gạo trắng không do. Em sẽ có video hướng dẫn nhận chi tiết hết nha các bác, nói thì nhiều khi nó sẽ là, nhiều khi em nói mà các bác nghe không rõ các bác. Cũng như em nói không có hết, em sẽ có video để nói chi tiết từ từ tốn hơn, để cho mình hiểu, để mình mua xài cho nó dễ. Còn trên đây là coi như là em quảng cáo cho biết là những cái nồi này là có những gì nè, sau cháo gạo lứt này kia. Thì nồi 1 lít nấu cho 5 người ăn, mẫu là mã số 1 em sale nha. Mẫu này thường là 1,5 triệu đó các bác. Nhưng cái đầu cái video này mã số 1 em bán cho mình với giá là 1,2 triệu đồng đó. Thì thật sự là cái giá này là cái giá sale, giá chỉ ăn nha. Chụp màn hình là gửi qua Zalo cho em chứ không có giá này nên rồi ngoài cái video này đâu các bác. Em bán 1,5 triệu không đó. Nói chung là em bán các bác biết rồi, đầu xuôi đuôi lọt, giá thì nó đang tốt nhất rồi chứ không thể tốt nữa. Mà con nồi độc đẹp độc lạ gì các bác không tìm ra được luôn, mà nó đẹp vậy luôn. Ý em nói nó độc lạ mà nó đẹp vậy mà giá nó vậy nha, thì không tìm đâu ra khác cái video này. Chứ còn nếu mà loại cái khác thì nó sẽ có khác nữa. Rồi chụp lại gửi qua Zalo cọc 300, chuyển đủ bao ship, bảo hành 3 tháng. Người bác thì đây tới cái mẫu Panasonic sản xuất 2018 cũng cao tầng. Đây là mã của nó nè, xôi cháo gạo lứt đầy đủ. Một vòng bác xem nha, mấy thuộc phân khúc mà dễ xài bình dân, cũng như cho những bác mình mua cho ông bà nè cũng dễ xài. Mình mua ở nhà cho con nó xài cũng được, cũng như con mấy đứa học lớp 4, lớp 5, 3, 4 rồi nó xài cũng được, dễ xài. Những mẫu cao tầng nó không có áp suất nên không xì sọt, không hư giặt. Điện áp 100 nè, công suất 1110W, 2018 là năm sản xuất. Đây nó có hơi vơ dơ đó, nó sẽ vệ sinh lại nha. Cái nồi thì nó đẹp keng vậy rồi, các bác muốn đẹp hơn nó không có đâu, em nói thiệt. Hàng người ta Sài Gòn mà như vậy thì nó quá quý luôn rồi các bác. Ngoại thất, nội thất nè, nó đều đẹp keng sa beng hết.
Hàng của em tuyển chọn không mà. Khi lúc nấu cái đây lòng đạp can nè. Này các bác thấy không? Còn bánh kim tuyến luôn nè, kim gọi là kim cương nhân tạo, công nghệ làm sơn của Panasonic. Những trong nồi này em đảm bảo các bác là xài đi nó kiểu như là nó lành tính. Vào bên trong cho em. Đẹp. Và bây giờ cắm điện và báo giá nha, hướng dẫn các bác là những cái nút cơ bản. Rồi em cắm điện rồi các bác nấu cho em lúc này. Thì chế độ 44 phút chế độ nấu cơm thông thường, cái độ tiết kiệm điện. Tắt cho em lúc này. Bấm vô đây chế độ nấu thì mỗi thời gian nó sẽ khác nhau. Này nấu nhanh nó chưa hiện thị thời gian các bác. Trời tự nhiên bấm nấu không nấu để bấm tắt. Nấu chế độ 55 phút. Đó. Nói chung là ngon lành cho bà đào hết nè, hâm nè, tắt nè, nút giờ nè, tắt. Để xa chút đi gần nó chớp điện thoại gì đâu. Rồi nó hết chớp rồi, để xa xa tí đi gần quá nó chớp. Bây giờ hẹn giờ cho em nha. Sáng chiều chỉnh nút này phút nè, giờ nè. Bấm cho nấu nè, sẽ đúng thời gian có cơm ăn nè, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu sẽ sáng ở đây, chín giờ đây. Thì nếu chú bác nào thích cơm mềm cơm dẻo thì mua Panasonic nè, đẹp keng xe ben vậy nè. Chứ còn đẹp hơn thì không có đâu, các em nói thiệt luôn, hàng người ta xài rồi mà nó còn đẹp gì cũng quá là quý luôn á các bác. Thì hiện tại cái nồi này em đang sale cho mình với giá là 1.400.000 đồng, giảm 100.000 đồng lấy lọc cho bác nào nhanh tay mua thì cọc trước cho em 300, chuyển khoản đủ em bao ship, này là mã số 2 với giá 1.3 triệu đồng giá chi ăn cho các bác luôn. Thì những cái nồi này theo em biết thì cũng cả chục triệu, hàng mới nha chứ không có rẻ. Trong siêu thị Nhật bán cả chục triệu á, mà mình mua gì giá thì nó cũng quá ổn áp rồi. Mua thì cọc cho em là 300, chuyển khoản đủ là bao ship, bảo hành 3 tháng, nhận hàng là kiểm tra thoải mái. Mua thì các bác vui lòng chụp hình gửi qua Zalo cho em, 123 gửi qua Zalo qua mẫu cho các bác nha. Rồi tới cái mã số 3 này là một cái nồi 2021. Cái nồi là phân khúc lực VIP cao cấp nha các bác. Nhưng mà nó là không có áp suất, để dành cho những bác mà người ta là không thích có áp suất. Thật sự nó nói nào ngay cũng không phải là ai cũng thích có áp suất đâu các bác. Nên là mẫu cao cấp mà một nhựa nguyên khối. Và cái công suất của nó là 1420W, nó tương đương tô chuông luôn. Mà đó là công suất cao là các bác biết sao không? Là nó sẽ chín sâu, cơm nó ngon. Only Japan là sử dụng thị trường, bởi Japan là thị trường Nhật. Mã của nó là E9 nè, E9VG nè. Một dòng các bác xem nha, sản xuất vào 2021. Này cũng có vài cái vết chày xước lông mèo rồi các bác. Còn như mà hàng của em thì em bao nó cái nồi thắt các bác là Lancang Saban. Cái nồi này các bác, cái lòng nồi này có dấu hiệu là chưa xài luôn nè. Cái hồi sớm em đem ra em nấu cơm mà em thấy cái lòng nồi em mê mẳng luôn nè. Cái lòng nồi này có dấu hiệu là chưa xài luôn nè. Nếu mà xài thì cũng phải có xước lông mèo đúng không? Xước móng tay do gạo. Mà riêng cái lòng nồi nó đẹp nè, mặc là đặc biệt là son gân nhuyễn luôn. Cái son gân nhuyễn là nó truyền nhiệt tốt, cơm nó sôi tạo bọt nhiều, cơm ngon và ngọt và dai. Đập can này, cái đít nồi này các bác, này cái đít nồi này các bác ha, chưa có một dấu hiệu là xài luôn đít nồi nè. Xuất sắc. Không mua nồi này đi mua nồi nào. Mua về tặng cho ông bà đâu rồi các bác, chắc là ok tại vì nó dễ xài lắm. Mấy ông bà cụ thì cũng đơn giản thôi, bấm rồi là nấu. Nấu xong nhảy qua hâm. Đó, nó khỏi có cần cái gì hết, mà đặc biệt là có công nghệ là hút chân không là giữ cơm được lâu. Cơm dai ngon. Này các bác. Này cái quan hút chân không của nó nè. Đó. Hàng của em thì nó đẹp ken sa ben, không có nói gì hết. Em nói là rất là chuẩn. Nếu mình cảm thấy ủng hộ em á, kiểu như là tin tưởng mình ủng hộ. Còn kiểu như một số bác kêu chụp tới chụp lui, làm chi các bác, nếu mà người ta đã muốn lừa các bác rồi, người ta sẽ tránh cái điểm xấu, người ta chụp cái điểm đẹp cho các bác thôi. Còn như em đã nói rất là cặn kẽ, có đẹp nói đẹp, có xấu nói xấu, em cũng xin phép là không quay không chụp lại nữa, cho nó đảm bảo là chính xác độ trung thực. Nấu cho em 45 phút. Đó. Để hút chân không. Cái này là nhắn cái hâm ấm, hâm nóng. Tắt. Chọn chế độ nấu. Chọn chế độ nấu bên đây chưa. Đó, 45, chế độ 101, cái này 45, này 60, chọn này bấm nấu. Em sẽ có video hướng dẫn chi tiết nha. Bên đây chọn gạo, và bên đây là chọn em chè gạo trắng, bấm qua đây là chọn chế độ nấu. Cơm mềm, cơm nhanh. Cái này là cơm nhanh 28. Thì những cái này là nấu nhanh 26 là ta nấu một bát gạo. Này nấu ngon nhất nè, là 65 phút. Cái mặt của nó là có kim tuyến luôn rồi các bác. Nè, cái này là kim tuyến nè. Nó rất là ok nha. Bây giờ tắt cho em. Thì hâm như em nói nè, bấm một cái hâm ấm, bấm thêm cái là hâm nóng tắt. Hẹn giờ cho em sáng và chiều. Thì bây giờ là chỉnh đúng khung giờ ăn cơm đi rồi buông ra.
thì bấm nút nấu. Thì sẽ đúng thời gian này của cơm ăn, chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây. Tắt cho em. Nhưng mà cái mẫu này nè, con bắt nó hút chân không mạnh lắm. Đó, bắt đầu hút rồi đó các bác. Này các bác nghe tiếng không? Nó hút mạnh lắm các bác. Nói chung là cái mẫu này gọi là mẫu cao cấp. Đó. Nè, lòng nồi nè các bác, đẹp không? Son găng diễn của ta nè, đẹp ghê không? Em hay nói kiểu như là cho các bác kiểu như là hiểu để mình mua cho nó dễ dàng. Chứ kiểu như là mua phải đúng cái nhu cầu, chứ đừng bao giờ các bác thấy nhà người ta có cái nồi như thế rồi các bác mua giống người ta. Mỗi người có gọi là cái khẩu vị nó khác nhau. Thì nếu mình thích chất liệu cái chất cơm mềm mà mình đi mua cái nồi chắc cơm nó khô xốp thì cảm nhận là nó không ngon. Còn nếu cái khẩu vị của mình là cơm xốp, cơm tơi mà đi mua cơm mềm mình ăn cảm thấy nó mềm, nó nhão quá, nó cũng không hợp khẩu vị, đúng không? Nên mã 3, mã này là 2,5 triệu nha các bác. Cái này làm tham khảo chỗ khác là bán là 2 triệu 8, 3 triệu không đó các bác. Mẫu này mà cao cấp, công suất 1420W nè, hút chân không rất là mạnh. Thì ghi mua cái nồi này là các bác chuyển khoản đủ là em bao ship, bảo hành là 6 tháng, ghi cái nồi là 6 tháng nha. Tại vì cái quy định của em bán là như thế này, dưới 1,5 triệu là bảo hành là 3 tháng, trên 1,5 triệu là 1,6 triệu, 1,7 triệu trở lên đó là bảo hành 6 tháng. Thì cái nồi này là 2,2 triệu 1 lít, sản xuất 2021. Em đang bán với giá là 2 triệu 500.000 đồng, mua hàng này vui lòng cọc cước cho em 300. Chuyển khoản đủ làm bao ship, bảo hành cho mình 6 tháng. Thì hàng của em là người thật việc thật, nhận hàng được kiểm tra thoải mái, qua mẫu cho các bác nha. Bác thấy đây là một con mẫu của là Sanyer. Mẫu này sòi cao tầng áp suất, thì bác nào thích có cao tầng, thích áp suất thì cũng nhiều chức năng nấu lắm nè, sau trái rau lứt, cơm mềm, cơm dẻo, cơm dai. Nấu hâm thì đầy đủ cho mình hết, em test ok nguyên zin kính hơi cho mình đó. Nè, một chồng cho cái nồi nặng lắm các bác. Thì xanh vô thì chắc là 2/10 trở lại thôi. Thì mẫu này sản xuất đúng là 2/10 luôn các bác. Điện áp 100, công suất của nó là 1200. Ngoại thất thì cũng đẹp rồi đó, vô nội thất thì gòn rồi. Cái gòn là mình nhìn thấy là cái gòn là mình biết hàng đẹp rồi. Nói chung là cái hàng mà nếu mà gòn là nó không đẹp thì nó cái nồi là chứng tỏ người ta xài nhiều. Đây, đập can này các bác thấy không? Bên trong nè. Đó. Nói chung là nhiều cái mà chỉ cho các bác mà các bác không có để ý là như bên trong đâu kia đẹp là không bị mà kiểu là oxy quá hay là bị mục gỉ, chứng tỏ là hàng của người ta còn đẹp chưa xài. Còn những cái ngoại thất mình mua hàng cũ, mình đã biết để mình đang mua cái hàng cũ, hàng Sài Gòn thì mình phải chăm chế dù cái ngoại thất đó là chày xước lông mèo chứ còn mà cắn mớp bể dở thì không có. Tất nhiên cái nào cũng phải là có chày xước chút đỉnh hết đó, chứ còn nếu mà nó không có chày không có xước thì thôi là mua cái hàng mới cho rồi. Cái này nè, cái này em nói thiệt, chứ một số bác cũng như là mua hàng mà mình không có hiểu cái cơ bản là mình đang mua hàng cũ, dù có đẹp đến cỡ nào cũng phải có xước cái ngoại thất, gọi là xước ít xước nhiều thôi, xước lông mèo đó. Thì cái thời gian người ta xài một ngày hai ngày thì cũng có xài các bác. Cho nên mình hiểu cái cơ bản giùm em. Cho nên nói chung là mình là người tiêu dùng thông minh, người tiêu dùng thông thái thì mình phải hiểu rõ cái vấn đề mình đang làm cái việc gì, mình đang là mua cái hàng gì. Đây, lòng rất là dày và nặng nha các bác. Lòng là 5 lớp luôn, dày kề cụi luôn nè. Cầm rất là nặng nè, đít nồi rất là đẹp luôn. Nói chung là em hướng dẫn các bác cũng rất là tận tình, đôi khi các mua cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái nhất. Nhiều khi người cũng như là người ta không có hiểu, người ta bảo là tôi mua bỏ tiền bạc triệu thì đúng rồi, các bác bỏ ra 1 triệu, nhưng cái hàng mới của người ta cả chục triệu trên lần các bác, mình bỏ ra nó không có bằng với lúc mà nó xuất xưởng đâu. Cho nên là mình cũng phải là chăm chế. Rồi bây giờ em cắm điện vào hướng dẫn. Thì nồi các bác đang xem là nồi 1 lít cao tầng áp suất hãng là Sanyo. Rồi em cắm điện vào nó sẽ có giao diện như thế này nha, nấu cho em lúc này đó, chế độ nấu thông thường 40 phút, tắt cho em lúc này. Đây là chọn gạo, cái đang chớp là gạo trắng nè, bấm thêm cái là gạo trắng không do, gạo lứt không do, gạo lứt để mầm. Trở về cái này là ủ làm đậu bánh 15-20 độ C đó, mình trở về đầu tiên nó chớp là gạo trắng, bấm qua đây là chế độ nấu, thì hiện tại là nấu thông thường. Cái này là nấu 42 phút là chế độ là nấu tiết kiệm. Tắt cho em, thì nếu chung là xài cái nào bấm vô đó. Thì em bán em sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết, thì mỗi cái thời gian nó sẽ khác nhau là do mình chỉnh thôi, ở chế độ mà mình muốn nấu. Chế độ này 40 nè, tắt. Hâm cơm nè, ai em xin lỗi này, hẹn giờ sáng cho chiều em chỉnh đúng không giờ cho mình ăn cơm, mình buông ra cho em. Thì đúng thời gian này có cơm ăn, giờ chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây, chín nó về đây, tắt. Như vậy là hầm. Nói chung là hàng của em đã test một lần nước sôi, một lần nấu cơm, nhưng khi các bác mua thì em sẽ test thêm lần cơm nữa cho đảm bảo.
vì bán còn bảo hành các bác. Thì đôi khi mà nói để các bác mà có thể hiểu mà mua được thì nó cũng có cái quá trình là đây như thế nào, mình tìm họ tìm tìm tòi tìm hiểu đúng cái nhu cầu mình mua cho em, cho mình đừng lăn tăn. Nếu lăn tăn thì mình đừng mua cái này, em nói thiệt 1 triệu 1 triệu ngoài hơn chút xíu, các bác thể trải nghiệm được cái nồi cơm cực kỳ ngon, mua thử đi, ăn cơm là ghiền luôn, em đảm bảo cơm nó ngon nó ngọt lắm. Mẫu này hiện tại em đang bán cho mình giá là 1.400.000 đồng, giá này là giá tốt của các bác, bao tốt cho các bác rồi, không có tốt nữa đâu. Mã 4 anh tính bán 1.500.000 nhưng cái này mã 4 thì em cho nó là 1.400.000 luôn. Mua thì cọc cho em 300, chuyển khoản đổi em bao ship, bảo hành 6 tháng à, em xin lỗi 3 tháng thì nhận hàng được kiểm tra thoải mái nha, hàng của em là người thật việc thật, em không có nói điêu đó. Thì vì em bán em còn có trách nhiệm bảo hành cho các bác nữa, nhưng mà xài phải đúng điện cho em, chụp màn hình lại như thế này gửi qua Zalo cho em đó. Nồi đang xem là nồi 1 lít bảo hành 3 tháng, chụp màn hình lại gửi qua Zalo nha, qua mẫu. Rồi thì tới cái mã số 5, thì cái mã này thì nó tiền thân là cái mã này, cái này nó ra trước cái này ra sau. Thì cái Panasonic này là nó mua lại cái thương hiệu là của Sanyo, của cái sản xuất cái mẫu này nè, độc quyền của nó luôn nè đó. Thì cái mẫu này là Panasonic, em coi sản xuất 20 mấy, hàng của em thì cũng còn rất là đẹp như các bác thấy nè. Nồi này màu xám cho nha, xám trắng trắng, còn cái năm của nó là 2014, thì điện áp cũng là 100, công suất của nó là cũng 1.200, nồi cũng còn rất là đẹp các bác nè. Màu này nhìn nó mát mẻ ha, đẹp đó. Nồi thì cũng rất là dày và nặng, một dòng các bác xem, sau cháo gạo lứt, cơm mềm không dẻo không dai, nút nấu nút tắt đầy đủ, nói chung là hoạt động rất là full luôn đó, nó hoạt động cho các bác là ngon lành cành đào, ngon đẹp. Bên trong cho em cũng đẹp can nè đó, xôi thì xôi cái này vậy cho em đi nè đó, bên trong nè đây là những cái hàng mặt hàng ta xài rồi, nhưng mà các bác thấy đi đó, nó rất đáng để cho bác mua, các bác trải nghiệm. Lòng nồi luôn rất là ok luôn nè, ồ lòng cũng nặng ha, là còn kim tuyến ống ánh luôn nè các bác thấy không, có một vài cái xước là mua cơm do gạo, còn bông chóc thì không có đâu, em không có bán hàng bông chóc này, đôi khi cũng có hàng về bông chóc các bác thì mình bán rẻ lại, bán lỗ lại các bác. Còn nếu mà cảm thấy nó chóc nó tệ nó xấu quá thì em có thể là order cái son mới từ bên Nhật về luôn, nhưng mà cái hàng như thế này đúng gin của nó thì nó sẽ là dễ chịu hơn, dễ xài hơn đó. Thật sự là không phải là cái son nào để vô cũng được các bác, đôi khi mà nó không đúng thì cũng không xài được, rất là đẹp nha, rất là nặng như vậy, bên trong rất là đẹp luôn. Thì theo em đánh giá thì cái ngoại thất của cái nồi này nó mới hơn nồi này đó, nhưng mà cái nội thất thì hai cái đều đẹp như nhau, hai cái đều mới như nhau, cái nội thất đó nha, còn ngoại thất thì cái nồi này đẹp hơn. Thì nấu bấm lúc đây 42 phút, nói chung là có sao thì em sẽ nói vậy, bấm vô đây là hâm mắm tắt cho em, cơm cháo gạo lứt bấm vô đây 44 phút, có áp suất cao tầng áp suất, thì mỗi cái chức năng nấu nó khác nhau thì cho mình chỉnh thôi, hẹn giờ bấm vô đây thì chỉnh đúng khung giờ gia đình ăn cơm mình buông ra giùm em cái, mình bấm nút nấu, em đang chỉnh 19:30 là 7 giờ tối đó là sẽ có cơm ăn, là đúng cái thời gian này nha, đúng thời gian này có cơm ăn, để chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu nó sáng ở đây đó, chín nó sẽ về đây tắt cho em đó, như vậy là hâm. Rồi mẫu này hiện tại em bán cho mình với giá là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng. Thì cũng như em hay chia sẻ, đẹp thì tiền nó cũng đẹp, nói chung là các bác mua hàng thì mình có hiểu gọi là cái tiền nào của nấy, em nói vậy đơn giản thôi, 1.600.000 đồng, 1,6 triệu, bây giờ 1,6 triệu là bảo hành 6 tháng nè, còn nếu ra lấy giá 1.500.000 đồng thì bảo hành 3 tháng đó, bác nào uống cái nào cũng chịu hết, cho nó gọi là nó vui vẻ. Mua thì chụp màn hình gửi qua Zalo cho em, cọc trước cho em là 300, chuyển khoản đủ làm bao ship, bảo hành 6 tháng với giá là 1.600.000, còn nếu giá 1.500.000 là bảo hành 3 tháng đó, em nói rất là rành mạch nha. Nói chung là hàng của em là người thật việc thật, em cũng không chịu nói tào lao các bác. Thì bây giờ nếu mà nói tào lao thì có thể là các bác mua em được một lần nửa lần gì rồi thôi, nhưng mà nói chỉnh thì người ta có thể ủng hộ em nhiều lần. Rồi bây giờ qua mẫu nha, mã cuối cùng sale cho bác đầu xu đua lọt luôn nè. Rồi bác thì tới cái mã cuối cùng, mã 6 đầu xu đua lọt, thì mã này sale chấn động luôn đó, sản xuất 2019, mẫu Hitachi đời mới, đặc biệt có là tái tạo hơi nước cao tầng áp suất và có công nghệ là tái tạo nước steam luôn, hơi nước phun sương, cơm cực kỳ ngon, mẫu màu đỏ rất là may mắn, rất là đẹp luôn, nhìn nó đẹp. 2019 nè, điện áp 100, công suất của nó là 1.400W, những công suất lớn nó sẽ chín sâu, cơm nó rất là ngon các bác, một vòng cho các bác xem nha, không có mớp bị vỡ gì hết nha. Vào bên trong cho em, ngon đẹp, lòng đẹp này, các bác thấy những cái lỗ không, phun sương ra đây nè,
Khi nấu thì nó sẽ tích tụ hơi nước trong đây, nó phun xương ra những cái lỗ này. Thì khi mà nấu thì cái nồi này các bác cảm nhận là nó sẽ là ít cái hơi nước, nó sẽ bay lên, sẽ tích tụ ở đây. Thì khi mà nấu nồi này thì mình đổ nước cũng ít thôi các bác, mình đừng có đổ nước nhiều. Tại vì nó là tái tạo lại, nó giữ lại nước rồi nó không có mà thoát hơi nhiều, cho nên nó không cần lượng nước nhiều. Mình đổ ít hơn mọi lần mà mình nấu, đúng không? Thì ví dụ bây giờ ở nhà mình nấu một lon gạo, mình đổ một lon nước, thì bây giờ là mình bỏ bớt lại để cho nó phù hợp với cái nồi này đó. Bên trong rất là đẹp này các bác, em test rồi nè, nó còn màng màng cái nước nè, em chưa có lau vệ sinh nha, nhưng mà mới lắm này các bác thấy không đó. Không mới không đẹp thì em không lấy tiền các bác đâu, cái hàng của em mà đưa ra thị trường lúc nào cũng được khách ưa chuộng. Có những bác mua hàng của em ham, người ta không mua chỗ khác, à, chờ em lên video người ta mua. Thật sự em cũng nói là tất cả tình cảm của bác em cũng rất là trân trọng, cảm ơn các bác ủng hộ em. Người ta có chỗ khác bán nhưng người ta không mua, người ta vẫn đợi mình ta mua, kiểu đôi khi là đặt niềm tin cho mình. Thì đúng, mình sống sao để cho người ta mà có thể là phải là tin tưởng mình đó. Thì cũng là đáp lại cái tình cảm các bác, thì em cũng gắng nè, cố gắng phục vụ những cái hàng đẹp chất lượng để đưa đến tay các bác, cho nó không phụ lòng các bác. Đây là cái lòng nồi đẹp nè, đặc biệt lòng nồi đề cao nó có BBB nè, nó sẽ là tạo bọt nhiều, cơm ngon đó. Thật sự nói nấu anh mua cái nồi này các bác, cơm ngon cực kỳ luôn, em đảm bảo. Nếu mà không ngon hoàn tiền nữa cho, chứ không phải mà cái nồi mà có 1 triệu chừng ngoài mà em nói nó quá các bác. Em bán cái nồi 3 4 triệu, 5 6 triệu luôn, nhưng mà ăn cơm thì nó cũng vậy thôi, nó cũng ngon như này vậy thôi, nó cũng không ngon hơn nha. Bây giờ cắm điện vào báo giá hướng dẫn. Giờ bác em đã cắm điện rồi, lúc này nấu cơm cho em đó, là nấu nhanh là 33 phút nè, còn lúc này là sẽ là tắt. Lúc này hẹn giờ sáng và chiều, chỉnh đúng khung giờ ăn cơm, mình cái mình buông ra mở lúc nấu là sẽ đúng cái thời gian này nè, có cơm ăn chờ đợi nấu nó sáng ở đây, nấu sẽ sáng ở đây, chính nó sẽ về đây. Tắt cho em nha, đó đấm cho đây cho em, chế độ 90 phút cơm cực kỳ ngon luôn. Nói chung là nồi Nhật nấu càng lâu cơm càng ngon, còn nấu nhanh thì phải nấu ít, chứ nấu nhanh nấu nhiều cơm nó sẽ không ngon đó. Chế độ sôi cháo gạo lứt này các bác thấy không, mỗi cái thời gian nó sẽ khác nhau. Em có video hướng dẫn cho các bác chi tiết nha, bây giờ sẽ tới cái giá cho mình luôn đó. Nhưng là em test ok trong lạnh này, cái mã cuối thì cũng nói nhanh gọn đi, đăng xuống video đăng còn sẽ cho các bác coi quay tiếp những cái nồi khác. Rồi các bác, thì cái mã nồi này thì em bán cho mình giá bao nhiêu đây? Mã 6 thì đầu số đô lọt xe cho các bác nè, em bán cho mình là 1.500.000 đồng nha. Mã số 6 1,5 triệu. Này, khuyến mãi thêm một cái này, 1,5 triệu bảo hành 6 tháng, được chưa? Đó, giá đã hời được 100, em tính bán 1 triệu 6 đó các bác. À, nhưng mà em để 1 triệu rưỡi thôi, nhưng vẫn bảo hành 6 tháng, cái này là cái ưu tiên. Nên ưu tiên mã đầu, ưu tiên mã cuối. Thì đó là 1 triệu 6 là bảo hành 6 tháng đúng không? Nhưng riêng cái này 1 triệu rưỡi nhưng em vẫn bảo hành 6 tháng là khuyến mãi cho các bác đó. Thì mua thì chụp hình lại gửi qua Zalo cho em, cọc trước cho em là 300, chuyển khoản đủ em bao ship bảo hành. Nồi này 6 tháng, nhận hàng được kiểm tra thoải mái. Nồi các bác đang xem là nồi 1 lít cao tầng áp suất, đặc biệt mẫu này là áp suất hơi nước phun xương, cơm cực kỳ ngon, bảo đảm các bác không ngon em hoàn tiền lại cho. Rồi mua hàng liên hệ với em nha, địa chỉ nằm bán nằm ở thành phố Hồ Chí Minh. Những bác nào ở khu vực quận huyện thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản đủ em giao gấp 1 2 giờ mình nhận được. Đó, còn nếu mà ở xa xíu thì nó sẽ trong ngày. Thì nói chung là nếu mà chuyển khoản đủ ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ nhận được trong ngày, còn cọc thì chắc cũng cách 1 ngày, bữa trước bữa sau nhận được. Nhưng bác khu vực miền Bắc thì tầm 5 đến 7 ngày, khu vực miền Nam thì 2 đến 3 ngày. Rồi bây giờ kết thúc video, hẹn gặp lại các bác nha. Chân thành cảm ơn, mua cái nào chụp hình gửi qua Zalo, giá của em bán thì công khai. Các bác quan hệ đừng mặc cả, giá nó đang chiết khấu đang tốt nhất cho các bác rồi chứ không thể tốt hơn nữa. Chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại. Chúc các bác nhiều nhiều sức khỏe.